Hi, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình lại vào bếp làm cái món canh rất là ngon luôn mọi người ơi. Để hôm nay mình làm cái món canh hàu nấu với lại rau ngót nhé. Rồi đây, nồi đây. Mình sẽ nấu vào cái nồi này nhé. Rồi bật bếp lên để nấu thôi. Đấy, vừa nấu vừa cầm điện thoại quay lại cho mọi người xem cho vui. Đấy. Đây mình cho một ít cái dầu ăn này. Đấy, cho ít thôi, không cần nhiều đâu. Đây mình cho cái hành tỏi khô băm nhuyễn vào. Đây mình cho một ít cái hành tỏi khô băm nhuyễn vào, mình phi lên cho nó thơm nhé. Để nấu ăn là cứ phải có cái anh này nó thơm là nó dậy mùi. Đây. Rồi mình sẽ cho hết số hàu vào. Đây, mình cho một đĩa hàu vào, mình đảo cho cái hàu này nó thơm phức lên. Đây, thì nấu nó sẽ không bị tanh nhé. Đây, mình cứ phải đảo sơ cái hàu trước đi. Hàu này ăn rất là ngọt nước luôn. Nấu canh thì tuyệt vời, khỏi chê. Đấy, mình để cho nó sôi lại đi. Cho nó sôi lại đi, mình hẳn hẳn bỏ nước. Mình làm như vậy là cái nồi canh nó sẽ thơm ngon, nó không bị tanh. Rồi, để mình cho nước sôi vào nhé. Mình sẽ cho nước sôi nhé. Cho nước sôi thì nồi canh nó sẽ không bị tanh. Đấy, mình phải cho nước sôi. Khi nó sôi trở lại như thế này là mình sẽ cho rau bổ ngót vào. Đây mình rất thích ăn rau nên là nấu rất là nhiều rau luôn. Đây mình sẽ thả hết cái số rau bổ ngót vào thôi. Cho số rau vào. Đây. Rất là thích ăn rau xanh luôn. Rau gì cũng ăn được. Ăn rau rất là tốt cho sức khỏe đó. Nói chung là nấu ăn thì tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người nhé. Đấy, mình thích ăn rau thì mình cho nhiều rau, mình thích ăn hàu thì cho nhiều hàu. Nói chung là không cần cái tỷ lệ gì nó dập khuôn máy móc cả. Đấy, mình cho một nồi rau luôn. Ăn cho nó đã. Đấy, bây giờ mình sẽ nêm nấm vào thôi. Hay để nêm cái này thì đơn giản mà. Cho một ít cái hạt nêm, một ít thôi nhá. Rồi là mình cho một ít cái bột ngọt này, bột ngọt mình cũng cho ít thôi. Cái hàu này là nó rất là ngọt rồi. Cái muỗng này nó rất bé teo teo luôn, mình cho một ít. Cho nửa muỗng bé teo teo vậy. Rồi mình cho một ít cái bột canh nha, một ít thôi. Đấy. Vì cái hàu này nó có cái độ mặn nhất định rồi. Mình mà cho nhiều là nó sẽ mặn đấy. Đấy, mình để cho nó sôi cho chín cái rau ngót này là được thôi. Rất là đơn giản. Nấu cái món canh này rất là nhanh chóng hả mọi người.
Đây, cái phần nêm nấm mặn nhạt là do khẩu vị mỗi người nhé. Có người thích ăn nhạt, có người thích ăn mặn. Đây, mình nấu cho mình ăn thì mình chỉ nêm như vậy thôi. Mình nêm là nêm cho mình. Đấy. Cho nên là mình chỉ nêm như thế là ok thôi. Đấy. Rồi, mình nấu như vậy là được nhé. Không cần nấu kỹ đâu. Để mình tắt bếp nhé. Rồi, đây mọi người ơi. Đây, mọi người thấy mình vừa làm cái nồi canh hàu nấu với lại rau ngót có nhanh chóng không? Này, nấu rất là nhanh nhưng mà cái độ ngon của nó thì tuyệt vời nhé. Nước này rất là ngon ngọt luôn. Đây, mùa hè mà có cái món canh này để ăn thì rất là thanh mát, bổ dưỡng tuyệt vời. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Rồi, ok.